Với clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép hình nha. Thì đây là những hình gốc nè các bạn. Đó, đây là những hình gốc. Và đây là kết quả sau khi mình ghép đây. Ok ha. Thì cái bài này rất là dễ, thì mình có thể là lấy từ cái mây này mình làm cái ảnh nền luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok ha. Rồi, tôi lấy ảnh mây tôi làm ảnh nền luôn. Tôi Ctrl C, Ctrl N. Rồi, tôi Ctrl V. Rồi ok. Bắt đầu là tiếp theo là mình lấy cái gì? Mình lấy cái quả địa cầu vô. Rồi, quay lại quả địa cầu ha. Thì các bạn có thể là sử dụng công cụ là Magic Wand hoặc là sử dụng công cụ là Quick Selection. Đó. Quick Selection thì chọn không hết quả địa cầu, thì mình có thể là chọn Magic Wand cho nó nhanh. Tức là mình chọn cái nền, sau cái mình đảo ngược vòng chọn là Ctrl Shift Y. Rồi mình lấy được cái quả địa cầu ha. Ctrl C, mình đem qua đây mình dán vô đây. Rồi, mình Ctrl S để mình lưu cái file thiết kế này lại ha. Quả địa cầu. Rồi ok ha. Rồi bây giờ cái trái đất này nè các bạn, mình cùng trên T ha, mình cho nhỏ lại, nhỏ vừa phải lại các bạn. Ok ha. Rồi mình muốn căng giữa cái này với cái đám mây, thì mình chọn Shift, chọn hai layer, thì chọn công cụ Move thì nó xuất hiện cái phần canh giữa. Ok ha. Rồi mình có thể là nhờ đưa các thành phần khác vô. Rồi cái này không xài nữa, tắt. Rồi mình đưa cái phần quả đi cầu rồi luôn, tắt luôn. Rồi bây giờ mình đưa cái phần cỏ này vô ha. Thì mình có thể là chọn như thế này, mình bấm chọn nguyên này. Rồi mình Ctrl C ha, mình qua bên đây Ctrl V. Rồi mình có thể là bỏ cái màu trắng này bằng cách là Magic Wand, lấy chiều cái nền trắng, delete ha. Đấy, đơn giản như thế thôi các bạn. Rồi mình Ctrl T, cái đám cỏ mình scale lại cho nó vừa với quả địa cầu ha. Rồi mình thấy bài mẫu coi nó lấy đâu, nó lấy phần nửa luôn các bạn ha. Thì mình đem xuống phần nửa luôn, Ctrl T, phần nửa luôn. Rồi ok ha, lấy phần nửa luôn. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình che bớt cái phần này đi ha, che bớt phần này đi. Nghĩa là thì sao? Nghĩa là mình sẽ tạo một cái vùng tròn ngay đây. Ctrl lít vô cái đám cỏ để tạo nguyên vùng tròn này. Rồi mình lấy thêm cái vùng tròn này nữa ha, lấy thêm vùng tròn này nữa. Thì đây là cái phần cộng vùng tròn, thì các bạn nhấn Shift rồi chọn cái lasso. Rồi các bạn vẽ thêm cái phần này nữa. Đó, nguyên phần này nữa. Ok ha. Tức là cái phần này mình bỏ đi, cái phần dưới mình lấy, thì mình Ctrl Shift để mình lấy phần quả địa cầu phía dưới. Rồi mình nhấn Mask. Đó ha, là lấy khúc dưới thôi. Rồi ok, mình lấy cái cây vô các bạn. Rồi ok ha, mình cũng là tạo vùng tròn cho cái cây. Đấy, Ctrl C, mình đem qua đây Ctrl V, đem lên cỏ ha, cho đứng lên cỏ. Rồi cái này mình cũng chọn ha. Rồi delete ha. Rồi xong. Ok ha. Rồi mình cho đứng đây. Rồi cái phần này còn trắng trắng nè, thì mình có thể là mình dùng mask layer ha, rồi mình xóa bớt cái này đi. Đó, mình chọn cái brush màu đen. Brush màu đen cho cái size nhỏ lại, nó vừa vừa chỗ này nè. Rồi, mình cho opacity ha. Rồi mình xóa cái phần trắng này đi cho nó ẩn xuống cái nền cỏ. Ok không? Đó. Ok ha. Rồi còn cái gì nữa các bạn? Rồi còn cái bóng quả địa cầu, rồi còn cái bóng gương của quả địa cầu ha. Thì cái quả địa cầu đó mình nhân bản lên, rồi mình cho nó nằm phía dưới opacity thôi các bạn. Cái quả địa cầu này nè, cộng trên G nè. Đó, rồi cái phần ở dưới nè các bạn, mình cộng trên T nè, mình lật nó xuống nè, bấm chuột phải lật xuống. Rồi mình kéo nó nằm xuống đây. Ok ha. Rồi cái này mình cho opacity. Đó. Rồi trên này thì mình cho một cái bóng màu đen của quả địa cầu. Thì cái này mình chỉ cần là tạo vùng tròn an ellipse nhỏ nhỏ vậy thôi. Ok ha. Rồi để đây. Rồi mình tô màu đen vô. Ok ha. Rồi mình blur nó. Thì trước khi blur thì mình cứ canh giữa hết mấy cái này lại. Quả địa cầu, cái điểm đen, quả địa cầu. Rồi chọn công cụ mu thì mới xuất hiện cái phần canh giữa. Rồi mình đã canh giữa được rồi, thì mình chọn cái bóng này nè, mình blur nó ra. Filter, blur, Gaussian blur.
Đó. Canh sao cho nó đẹp đẹp ha. Ok, mình cần chân tê, mình ship cho nó canh bự ra. Enter ha. Mình xong thì mình enter các bạn. Đó. Ok ha. Đấy. Thì cái này mình vẽ bự ra thôi. Bây giờ mình làm nhỏ thôi. Rồi, ok.